Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến của Văn Kiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi cái game này. Cái game mà có một cái thằng nó lưỡi rất là dài luôn. Đấy, đấy, đợi từ từ, bây giờ chúng ta sẽ mang hết thức ăn cho cái thằng lưỡi dài này đã. Để cho lát nữa nó sẽ đi ăn hết thức ăn cho chúng ta. Đấy, wow, các bạn thấy mình trồng rất nhiều hamburger, rất nhiều trái cây rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái thằng đen xì to đùng này ăn thôi. Wow, nó ăn nó phê cả mắt luôn, quá tuyệt vời. Rồi rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái màn mà cái thằng lưỡi dài. Wow, các bạn nhìn thấy gì không? Chúng ta sẽ dùng chiếc lưỡi chúng ta. Chúng ta dùng chiếc lưỡi ta ăn nè, ăn thức ăn này. Ôi thằng kia ăn được 8 cá rồi, mình chỉ ăn được 7 cá thôi. Cố lên, nhanh lên. Ô trời ơi, sao vậy? Mình ăn chúng cái gì cay lắm rồi các bạn ơi, sao giờ đây? Không sao hết, cố lên, cố lên. Wow, 11, kia 15, ăn 15 cá rồi. Rồi, mình ăn chúng cái cay rồi. Trời ơi, thằng kia ăn 19 cá rồi, thằng kia ăn nhanh quá các bạn ơi. Ê, đừng ăn hết thức ăn của ta. Ê, của mình đấy. Trời ơi, như vậy là mình đã thua cuộc rồi. Nó ăn tới 22 cái mà mình ăn chỉ được 19 cái thôi. Thật là đáng tiếc quá đi. Mình phải chơi lại. À, về mình có cơ hội rồi. Vô. Hay. Cố lên, cố lên. Wow. Thằng kia nó ăn rất là nhanh luôn các bạn ơi. Mình ăn không lại nó rồi. Cay quá. Hay vậy. Cố lên, trời ơi, thằng kia ăn thật sự nhanh luôn các bạn. Thằng kia được 15 cái rồi, mình chỉ được 14 cái thôi. Thằng kia ăn không biết cay luôn. Wow, làm sao đây, thằng kia ăn nhanh thật đấy. Trời ơi, như vậy mình thua nữa rồi. Thằng kia ăn được 21 cái rồi, trời ơi. Thằng kia thật là kinh khủng luôn các bạn ơi. Wow, lần này mình sẽ cố gắng ăn thật nhanh luôn. Wow, hai đứa hay là bằng nhau, đang bằng nhau. Mình sẽ cố gắng. Ôi, yeah, mình hơn đang hơn nó rồi, mình được 10 cá rồi. 13 cá nhưng mà cay quá các bạn ơi, bánh mì này nó kẹp cái gì mà cay quá đi. Không sao. Cố lên, cố lên, sắp thắng nó rồi, sắp thắng cái thằng nó rồi. Wow. 20, 21, yeah. Cuối cùng mình cũng đã chiến thắng được cái thằng ăn cái lưỡi dài ăn thật là nhiều đây rồi. Các bạn thấy rất là khó khăn luôn ấy. Rồi rồi, bây giờ tới sang cái màn mà chúng ta sẽ là cái lưỡi ra và ăn rất nhiều. Đây, 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 từ từ mình sẽ chọn cái nhân vật khác. Mình sẽ chọn cho cái nhân vật cái con heo này đấy, nhìn rất là buồn cười luôn. Rồi ok đấy, các bạn thấy ghê không? Rồi vô đó. Wow, đây là một cái miếng sô cô la phô mát. Wow, tuyệt vời đấy. Những cái này chúng ta sẽ né ra. Ngon quá, ngon quá. Wow, rồi đây là sô cô la này. Wow, ăn mập luôn. Ôi không, mình đã ăn trúng cái sọc phòng kia rồi. Ôi chết rồi các bạn ơi, mình ăn trúng đống đá dính cái lưỡi đây rồi. Làm sao đây? Ấy da, rồi đứt mất cái lưỡi mình luôn. Rồi, ăn một miếng kem này. Ăn tiếp miếng bánh kem này. Rồi, may chứ không là cái dao kia cắt mất cái lưỡi mình rồi. Wow, trời ơi, mình ăn trúng miếng ớt rồi, cay quá. Chết chết chết, mình sẽ thua mất thằng ngựa kia mất. Ê, cố lên, cố lên. Như vậy mình thua cuộc rồi các bạn ơi. Rồi không được rồi, lần này mình sẽ trả thù cái thằng ngựa kia. Cố lên, let's go. Lần này mình sẽ cố ý cẩn thật là kỹ lưỡng nữa, le lưỡi nó ra. Wow, rồi ăn sô cô la này. Wow, ăn sô cô la vào cái mặt mập lên liền các bạn có thấy không? Rồi nè, làm sao mà dính được cái kem như hồi nãy được nữa. Những cái tảng đá kia làm dính cái lưỡi, đứt luôn cái lưỡi của mình. Oh, sô cô la này. Wow, may quá mình đã né kịp ớt rồi. Yeah, như vậy là chiến thắng thôi. Rồi rồi rồi. À, từ cái màn này nè, cái màn này này đấy ơi, mình sẽ đợi thức ăn vào. Quay quay cục cất không ăn nữa.
Wow, một quả kem. Ê, cái con lươn con gì kìa. Wow, cục pin rồi tùm lum hết. Wow, quả ớt. Đi biến đéo khác. Ôi, wow, quả mình nữa kìa. Ây da, wow. Sô-cô-la. Wow, sô-cô-la vô miệng mình rồi. Cà rốt này. Wow, bánh mì. Vô luôn. Ồ, thật là đã. Rồi, ok, game này mình sẽ chơi tới này thôi. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.